Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Roden Pan Vlog. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đặc biệt bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin tiểu sử Hoàng Vũ Samson. Hoàng Vũ Samson là cầu thủ bóng đá người Việt gốc Nigeria, hiện đang thi đấu cho Hà Nội FC ở vị trí tiền đạo. Anh đang là chân sút số 1 của V-League tính đến ngày 24 tháng 4 với 114 bàn thắng. Thông tin cá nhân, tên đầy đủ Samson Kaode Olende, ngày sinh mùng 6 tháng 10 năm 1988, nơi sinh Nigeria, chiều cao 1m82, vị trí tiền đạo. Thông tin về câu lạc bộ hiện nay Hà Nội FC, số áo 39, câu lạc bộ chuyên nghiệp, năm 2007 đến năm 2008 thi đấu cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh, năm 2009 đến năm 2011 thi đấu cho câu lạc bộ Đồng Tháp, năm 2011 thi đấu cho câu lạc bộ Atlético Madrid và cho Barca mượn, năm 2011 đến năm 2017 thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội FC, năm 2018 thi đấu cho câu lạc bộ Buriram United, năm 2018 tới nay thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội FC. Về sự nghiệp câu lạc bộ, Samson Kaode bắt đầu sự nghiệp cầu thủ tay dài hạng nhất Việt Nam trong màu áo của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Trong 2 năm ở Than Quảng Ninh, anh đã ghi được 20 bàn. Năm 2009, anh gia nhập câu lạc bộ Đồng Tháp ở V-League, sau đó trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu tại Việt Nam. Mùa giải 2011, Kaode có 17 pha lập công trong 18 trận. Tháng 8 năm 2011, sau khi bị câu lạc bộ Tập đoàn Cao su Đồng Tháp thanh lý trước thời hạn vì chấn thương ở tay, Kaode chuyển đến câu lạc bộ Atlético Madrid theo dạng hợp đồng chuyển nhượng tự do. Sau đó, anh được đem cho Barca mượn do Atlético Madrid đã hết chỉ tiêu đăng ký những cầu thủ ngoại. Tuy vậy, khi nắm được thông tin Atlético Madrid ký hợp đồng với tiền đạo Samson, đại diện Hà Nội TNT đã có hồ sơ gửi lên VFF kiến nghị không cấp giấy chuyển nhượng quốc tế ITC cho chân sút người Nigeria, do trước đó anh đã thống nhất ký hợp đồng, ghi nhớ và thi đấu cho đội bóng thủ đô từ mùa giải 2012. Kèm với đó là một phần tiền chuyển nhượng có thể có điều khoản bồi thường nếu vi phạm. Sau khi quay trở về Việt Nam cùng với người đại diện của mình làm việc với lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội TNT, Samson đã quyết định quay trở lại khoác áo Hà Nội TNT do anh không thể đáp ứng được khoản phí 2 triệu euro phá vỡ mà hợp đồng Hà Nội TNT yêu cầu. Từ mùa bóng 2018, các đội bóng ở giải hàng đầu Thái Lan cho phép các đội được đăng ký một loạt ngoại binh gốc Đông Nam Á ASEAN trong đội hình. Buriram United nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Hoàng Vũ Samson vào cuối tháng 12 năm 2017. Tuy nhiên, ngay trận ra mắt tại siêu cúp Thái Lan, tiền đạo này đã sút hỏng ở loạt luân lưu. Lúc đầu, đội đương kim vô địch Thái Lan đăng ký 5 ngoại binh vào đội hình gồm Diogo, Eka, Andres, Tunet, Runso và Hoàng Vũ Samson. Theo quy định tại Thái Lan Lịch 2018, mỗi đội được phép có 4 cầu thủ ngoại ra sân trong đội hình xuất phát, trong đó có một người châu Á. Tuy nhiên, nhiều trận đấu Buriram chỉ sử dụng 3 vì cho rằng Hoàng Vũ Samson không hay hơn cầu thủ Thái Lan. Newin là người có tiếng nói quyết định trong việc chiêu mộ cầu thủ ngoại tại Buriram United. Việc ông chia tay Hoàng Vũ Samson cho thấy vị chủ tịch này có yêu cầu rất cao về chuyên môn khi ngoại binh nào muốn khoác áo đội bóng nhà giàu này. Trở lại câu lạc bộ Hà Nội, nhiều khả năng Hoàng Vũ Samson vẫn được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tin dùng tại đội bóng này. Cầu thủ 30 tuổi đã ghi được 18-15 bàn trong giai đoạn trận lượt về V-League. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đồng hành cùng chúng tôi bằng cách bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!